Xin chào tất cả các ông, các bà và tất cả các anh chị em trong phòng trị liệu. Tôi thì tên chính là Dương Thị Ngọt, sinh năm 1967, cư trú quán tại số nhà 94 đường Cách mạng tháng 8, thị trấn Cô Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Hôm nay đến với phòng V-Game, tôi cũng muốn chia sẻ với tất cả mọi người trong phòng V-Game một chút về bệnh tật. Nếu để nói về bệnh tật thì tuổi đời tôi chưa cao, nhưng bệnh quá nhiều, cho nên là tôi đã đi chữa bệnh rất nhiều nơi, chụp chiếu ở bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức, bệnh viện 103 ở quân đội và các phòng khám tư nhân, và kể cả bệnh viện Trung Quốc tôi cũng đã sang rất nhiều lần. Về đến bệnh viện Trung Quốc và bệnh viện Bạch Mai, bệnh viện Việt Đức là những bệnh viện lớn, họ đã khẳng định chụp chiếu trên người tôi, chuẩn đoán của tôi là có một cái nhiễm Bardado nằm trong người, thì tôi cũng đã được phẫu thuật. Tiếp đó tôi lại được chuẩn đoán là thần kinh liên sườn bó bờ vai. Tôi chữa nhiều nơi, nhiều chỗ, nhưng để cái đau đớn nhất trong người tôi là rất nhiều năm, từ tháng 11 năm 1999 là tôi, từ đấy tôi phát bệnh và tôi mất ngủ cho đến tận bây giờ. Mỗi một đêm có khả năng tôi chỉ ngủ được khoảng 15 đến 20 phút, cao độ nhất là được khoảng 2 tiếng. Mà tôi chữa nhiều chỗ, nhiều nơi và nhiều thuốc thế nhưng không có một cái chuyển biến gì cả. Và đến một ngày phòng tập VN về đây, có một chị giới thiệu tôi đã đến. Chị bảo chị đi chỉ có 3 ngày là chị đã đỡ rồi. Mà tôi đi tuần 1, tuần 2 rồi lại tuần 3, tôi không thấy một chút chuyển biến gì cả. Sang đến tuần thứ tư thì trời ơi, nó như một phép màu nhiệm luôn. Tôi đã ngủ, và tôi đã ngủ tà tơi rơi rụng. Tôi ngủ từ 9 giờ tối cho đến 7 giờ sáng ngày hôm sau. Thế và tôi cứ ngủ trong khoảng bao nhiêu ngày thì tôi, 15 ngày sau tôi bảo chồng tôi là có lẽ là cuộc đời em sẽ được báo thù trong những năm em mất ngủ. Giờ đây em ngủ như thế này thì bữa ăn, tức là tôi ngủ lúc nào cũng có quyền của tôi, tức là không được gọi tôi và không được đánh thức tôi. Tôi 7 giờ sáng tôi dậy, tôi ăn sáng, xong tôi cắm cơm cho chồng, xong tôi lại lên giường tôi ngủ. Tôi ngủ không đến 15 ngày. Tôi bảo tôi lại nghĩ là nếu như tôi ngủ như này chắc tôi chết rồi, tôi bỏ bê gia đình. Nhưng không phải, sau 15 ngày sau cái bờ vai của tôi nó được hoàn thiện, thì cái lưng của tôi nó lại đỡ đau, đêm nó lại không cắn tôi nữa. Cái đau thần kinh liên sườn, mọi người tưởng rằng đau như thế nào? Đau tức là tôi đi đến tôi cảm thấy là đau thần kinh liên sườn, nhưng nó lại cứ kéo vào tim tôi. Tôi bảo bác sĩ là em bị đau tim, nhưng bác sĩ điện tim thì không thấy có biểu hiện của tim gì cả. Đấy, thế cho nên là tôi đến phòng tập VGM thì tôi thấy là trong cuộc đời tôi đã nhiều bệnh viện lớn, nhưng cái phòng tập VGM thì đối với tôi là không thể xa rời tôi được. Cái giường VGM đối với tôi nghĩ là nó quá tốt luôn. Cho nên là tôi nghĩ là mỗi người cơ địa con người, mỗi cái đau thì nó cảm nhận một khác. Nhưng cuộc đời tôi đúng gặp được VGM thì tôi mới thấy là tôi, cái may mắn của tôi và cái chuyển bệnh của tôi nó do cái thoái hóa của đốt sống. Bác sĩ người ta bảo tôi là bị ép sống 3-4, thoái hóa đốt 5-6. Vậy thì cuộc đời tôi mất khoảng hơn 20 năm không ngủ, chỉ ăn và không ngủ. Nhưng bây giờ tôi ngủ được một cái giấc ngủ, nghĩa là trong đời tôi chắc cảm thấy như mơ luôn. Thế và từ một cái cảm thấy là cái bệnh tật của mình chuyển biến từ ở cái VGM vào một buổi sáng ra, tôi không phải nhà thơ nhưng tôi cũng không phải là nhà văn, nhưng tự nhiên trong người tôi có một nhiệt huyết, của tôi có một cái câu về VGM như này: cứ mỗi sáng trôi qua nhìn sáng VGM mà tôi lại thấy mừng, cứ mỗi ngày trôi qua sang lầm VGM thì dường như lưng tôi lại thêm mềm mại, và cứ mỗi buổi chiều về qua khi hoàng hôn buông xuống thì tôi lại mơ màng cho mình đi vào một giấc mộng thật êm du. Đấy là lời nói và những lời chia sẻ về bệnh tật của tôi. Cho nên là cái nguyện vọng, cái mong muốn của tôi là muốn VGM sẽ phát đạt trưởng thành
mãi mãi để cho chúng tôi có những cái phòng tập cho chúng tôi đến để các con chăm sóc. Còn để nói về nhân viên thì tôi thấy giám đốc Vũ Hùng Cường đã tuyển được một đội ngũ nhân viên rất lành nghề, với các con rất là yêu quý những cái lời nói chăm sóc cho các bố các mẹ rất là ân cần. Tôi bị đau như sườn nó kéo về phần tim của tôi cứ có một cái mặt ngọc tôi đặt lên đây, nhưng trong nhiều ngày thì tự nhiên tôi thấy con gái Hương lại đến cạnh bên cạnh tôi và hỏi: mẹ có vấn đề ở bên ngực trái em? Hỏi đúng, mẹ có vấn đề ở bên đây. Tức là không phải với các con là nhiệt huyết với công việc, và các con đã rất là tâm huyết, đã để ý từng người mẹ, từng người bố, từng người ông, từng người bà, xem là có những cái vấn đề gì ở đâu. Các con đã trao đổi và các con đã dìu dắt đưa các bố các mẹ vào một cái giường rất là tốt. Thế cho nên là đấy là cái lời chia sẻ về bệnh tật của tôi, nên là tôi cũng chia sẻ với tất cả các ông các bà và anh chị em trong phòng tập, nếu có cơ hội mình đừng bao giờ để rơi mất cái cơ hội, mà hãy đến Vigen. Đấy là lời chia sẻ. Dạ vâng, con gái cả.